Thưa quý vị, trong 4 ngày qua, đoàn du hành xuất phát từ tiểu bang California đi về thủ đô Hoa Thịnh Đốn đã đi qua nhiều thành phố và tiểu bang để kêu gọi người Mỹ gốc Việt tham gia đi bầu cử và dồn phiếu cho Tổng thống Donald Trump. Đi đến đâu cũng được đồng hương tại địa phương đó tiếp đón nồng nhiệt. Và một số người đã cùng tháp tùng với phái đoàn. Sáng ngày 7 tháng 10, phái đoàn đã đến tiểu bang Mississippi. Và tại đây, phái đoàn cũng đã được sự tiếp đón nồng nhiệt của quý đồng hương. Tôi tên là Nguyễn Quang Thành. Tôi là cư dân của thành phố Alabama và thành phố Mobile, Alabama, và chúng tôi là trong ban tổ chức cái cuộc đón tiếp hôm nay. Chúng tôi rất háo hức để đón chờ quý vị đến đây. Đây là một đoàn tuần hành rất rầm rộ mà từ trước đến nay chưa, cái thành phố này chưa bao giờ được đón tiếp những người Việt đến thăm cái thành phố nhỏ bé này. Thành phố này là thành phố nào? Thành phố này là thành phố Biloxi thuộc tiểu bang Mississippi. Nguyễn Văn Sĩ ở Mississippi Biloxi này đã được ba mươi mấy năm rồi. Giờ thì chúng tôi đã đến, cảm ơn tất cả những quý vị ở khắp phương xa đến về đến đây để ủng hộ Tổng thống. Thì chúng tôi có một phần là tiếp đón quý vị một cách rất lòng hậu. Mà thành thật là cảm ơn tất cả các anh em từ xa về đây, trên lục địa Mỹ đã kéo về đây để mừng với chúng tôi ngày hôm nay. Và chúng tôi có một vài người sẽ tiếp tục đi lên theo lên về trên Washington với các bạn. Tôi là Trần Quang ở Biloxi. Coi như là dẫn đầu của cái phái đoàn của người Việt ở Biloxi với Cali các nơi tới đây là đi diễn hành ủng hộ cho ông Trump. Thì tại đi qua đao thao của Biloxi. Thưa quý vị, cái điều cảm động nhất là khi mà phái đoàn đi từ Houston qua tới bên này thì những cái người dân ở những địa phương đó, tức là những cư dân ở địa phương, người ta tiếp đón phái đoàn một cách rất là nồng hậu. Vũ Nhân kính mời quý vị chia sẻ tâm tình. Em là An Võ, chủ tiệm C&A Seafood ở New Orleans. Anh An, anh thấy, anh nghĩ như thế nào khi một cái phái đoàn từ Cali qua đây và đi hết dòng một số thành phố tiểu bang của nước Mỹ để về Washington DC? Anh cảm thấy như thế nào? Ở thành phố New Orleans, tiểu bang Louisiana đã hân hạnh đón mấy các anh, các chị và cô bác ở các tiểu bang xa đã đến đây. Em thấy rất là xúc động vì các cô, các chú, các bác và các anh đã bỏ biết bao nhiêu công sức và để đến đây. Dạ, em tên là Long, em ở New Orleans, Louisiana này. Em rất là cảm mến giống như là một cái niềm vinh hạnh mà để tiếp đón các anh ở đây, đồng thời là cái đó là cái tinh thần chung của các anh em mình, mà người đồng hương của mình, để ủng hộ cho Tổng thống, mà các anh em đã lặn lội đường xá xa xôi mà cũng có dành một chút thời gian để đến New Orleans, thì cái đó là cái niềm vinh dự rất là lớn cho cộng đồng của những người Việt Nam ở Louisiana nói chung và New Orleans nói riêng. Dạ, tôi là Trần Kỳ Tâm, đã sống ở New Orleans này được 25 năm. Chúng tôi là một số người ngưỡng mộ những cái hành động của anh chị em đã có tấm lòng, đã từ những tiểu bang xa xôi, từ Tây qua Đông để mà ủng hộ cho Tổng thống Trump. Anh em tụi tôi rất là ngưỡng mộ và chúc cho các phái đoàn đi thượng lộ bình an và trên đường đó thì gặp được nhiều thuận lợi. Tôi tên là Ngô Thu ạ. Tôi rất là xúc động tại cái phái đoàn đi rất xa từ Cali qua đây. Tôi rất là cảm kích các anh trong phái đoàn, anh chị em trong phái đoàn đã ủng hộ cho Tổng thống Donald Trump. Và thưa quý vị thấy đó, mặc dù cái đoạn đường nó còn rất là dài, hôm nay là ngày 7 thì chúng ta sẽ còn đi nhiều tiểu bang nữa, nhưng mà có tham gia, có đi chung. Vũ Nhân là người rất là may mắn được đi chung với đoàn đi qua trong những ngày kia, chúng ta mới thấy tấm lòng yêu nước của những người tham dự ngày hôm nay. Tôi là ca nhạc sĩ Hoàng Tường đến từ Houston, Texas. Mục đích tôi đến đây là tôi ủng hộ Tổng thống Donald Trump và cùng với phái đoàn ở Houston lên đây. Chính ông là một người yêu đất nước Hoa Kỳ, ông là một nhà ái quốc, cho nên chúng tôi ủng hộ ông. Cái bầu cử này rất quan trọng và tôi rất vui mừng được nhìn tất cả những người Mỹ gốc Việt đã yểm trợ cho Tổng thống Trump. Mong chào tất cả quý vị là người Việt bỏ tha hương, nhận quê hương này là quê hương thứ hai, thì quý vị ráng đi bầu ngày 3 tháng 10. Houston for Trump.
mong gặp lại quý vị ở Washington DC ủng hộ Tổng thống Trump. Kính chào quý vị, hẹn quý vị ở Washington DC. Ngày hôm nay rất nhiều những khuôn mặt trẻ có mặt tại đây để chứng tỏ cho người Mỹ, người ngoại quốc thấy rằng giới trẻ ngày hôm nay, giới trẻ Việt Nam không phải là những người thờ ơ. Tôi là Thomas Hữu Anh. Thì thưa anh, chúng tôi cộng đồng của Biloxi Mississippi và phụ cận á, thì hôm nay thấy phái đoàn của bên California tới đây thì chúng tôi cũng đến để tham dự và ủng hộ phái đoàn. Thay mặt cho cộng đồng ở Mississippi, chúng tôi nghĩa là người Việt quốc gia xin chân thành cảm ơn quý vị đã đến đây để nghĩa là thăm viếng chúng tôi, và chúng ta cùng đồng hành lên Washington để ủng hộ Tổng thống Trump 4 năm nữa. Phú Nhân, chương trình trên đài truyền hình SBTN.